Mami ơi, cho con một con số đi. Giơ bàn tay lên cho con thử xem mami chọn số mấy. Một trong những lý do mà tại sao em không bao giờ công khai cái chuyện tình cảm của mình ấy là bởi vì em không tin là nó lâu dài. Thật lòng là như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay đã dám ngồi ở đây thì em cũng sẽ thay đổi suy nghĩ. Bây giờ thì sẽ gạt đi nước mắt và em nghĩ là em sẽ đưa ra lựa chọn của mình. Ok. Anh hy vọng là em sẽ là người chạm đến trái tim của anh, cho anh cơ hội để chăm sóc em nhiều hơn và bảo vệ em. Anh không phải là người Việt, nhưng câu nói này vô cùng quan trọng, nên anh sẽ dùng tiếng Việt để em cảm nhận rõ nhất sự chân thành của anh. Nếu em chọn anh, em không cần hỏi anh đang ở đâu nữa, vì anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em. Anh biết rằng tất cả chàng trai trên đây đều muốn là chủ nhân của bó hoa đó. Đây là lúc em lắng nghe cảm xúc của mình. Anh tin vào cảm xúc của em. Nói chung là Hương Giang lúc nãy ngồi dưới kia thì hơi tự ti một chút. Nhưng mà bây giờ thì em sẽ trở lại là em. Bạn có muốn thử một lần có người yêu là hoa hậu không? Đó là
đột cần máu. Chỉ dáng diamond mà hấu lợ. Young is a free flow. You know it's going down now. Đó là cái cách em mến anh. Đó là cái cách em mến anh. Không, không, không. Không, không phải đâu, không phải đâu. Yeah. 1, 2, 3 Yeah. Congratulations you guys. Mấy anh em, các cậu, các cậu có thấy bọn họ có nét phu thê không nhỉ? Yeah. Thấy hai cái mặt sao giống nhau dễ sợ nha, đứng gần mới thấy giống nha. Không, mới để cho phép bây em giờ, là xuống để nói chuyện với người ta một xíu rồi mới lên. Không, cái này phải nói chuyện. Đi xuống đi, nghe lời anh đi. Đi xuống đi. Đợi lát nữa thì nói tiếp. I want to ask you some question. Who are you? Dạ, em tên Matt. Anh đến với cái chương trình này với cái lý do gì? Để tìm Hương Nhan. Không thể chịu nổi. Nghe tìm Hương Nhan, có vẻ anh đã nghiên cứu về con người này trước đó thì phải. Dạ có, em có nghiên cứu rồi. Vì sao phải nghiên cứu người ta nhỉ? Thì em cũng rất là thích cái chương trình này. Dạo này hay xem chương trình này rất là nhiều. Rồi biết được có cơ hội tham gia cái chương trình này. Cho nên là em tìm hiểu Hương Giang rất là nhiều. Anh tìm hiểu Hương Giang vì một sự hiếu kỳ, tò mò muốn biết về người phụ nữ đặc biệt này, hay là vì anh thu hút bởi sự thông minh của cô ta? Cả hai luôn anh. Sau khi anh tìm hiểu về cô ta thì anh find out ra được điều gì? Hương Nhan rất là xinh đẹp, một người rất là thông minh. Em cũng rất là thích một người giống như vậy. Bạn thích mẫu người phụ nữ thông minh? Yes. Bạn có ngại về quá khứ của cô ấy không? Là cô ấy đã từng là ai? Dạ không. Vì sao? Cái chuyện đó không có quan trọng. Ừ. Bạn có nghĩ là mình sẽ hạnh phúc khi mình lập gia đình với một người phụ nữ mà không có thể mang cho bạn nhiều đứa trẻ không? Dạ, cái đó là cũng tùy thuộc vào khi hai người đang tìm hiểu nhau. Mình mới biết được cái câu trả lời của cái câu đó. Có nghĩa là cái người phụ nữ đó làm cho bạn yêu cỡ nào, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà bạn cũng yêu những đứa trẻ, đúng không? Yes. Bạn có vấn đề gì không nếu mà hai người vẫn yêu thương nhau và vẫn có những đứa con nuôi? Cái đó chuyện nhỏ. Có nhiều cách để solve this problem. Có nghĩa là miễn là có con thôi, đúng không? Yes, đúng rồi. Vậy thì bây giờ cho tôi hỏi nhé. Tại vì bạn cũng là một CEO hả? Yeah. Cũng đã có địa vị, thì cho tôi hỏi là có bao giờ gia đình của bạn là một cái trở ngại trong cái việc quyết định ai là người yêu hay là vợ bạn trong tương lai không? Dạ thì ba mẹ em chắc chắn là sẽ có ý kiến khác, nhưng mà quan trọng là cái sự quyết định là của em. Bạn đủ bản lĩnh để bạn có thể quyết định mọi việc trong cuộc đời bạn mà không thông qua gia đình chứ? Không phải là không thông qua, mình sẽ thông qua gia đình, nhưng mà cuối cùng là do mình quyết định. Bạn có tin là gia đình bạn sẽ chấp nhận khi mà bạn thuyết phục họ hay không? Dạ, thuyết phục được anh. Chắc chắn không? Chắc chắn. Tại vì mình đã make cái decision của mình thì mình chắc chắn sẽ có lý do riêng của mình. Mình sẽ nói những cái lý do đó cho bất kỳ ai hết. Ok. Dạ. Bây giờ câu hỏi nữa thôi. Bạn là một CEO, bạn đang có rất là nhiều những cái điều của một người đàn ông mà những người phụ nữ khác muốn có bạn. Why are you single? Thực sự cái câu chuyện này cũng hơi dài một tí. Bạn có muốn share không? Dạ, em sẽ share một tí cho mọi người nghe. Thật ra thì em sang Việt Nam cách đây 4 năm trước. Rồi thì cái lúc đó thực sự rất là khó khăn với em. Không có nhiều bạn bè, không có người quen. Và cái khó khăn nhất là tiếng Việt. Nhưng mà tại sao bạn phải qua đây? Thứ nhất là qua đây để thành lập công ty. Sau đó thì cũng may mắn gặp được một người.
Rồi người đó giúp em rất là nhiều về công việc, về cuộc sống và tiếng Việt. Thì có người đó em mới có hôm nay, cho nên là em muốn gửi lời cảm ơn tới người đó. Chắc là bạn với người đó đã không còn sống chung với nhau nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Lý do là gì? Hai người tính cách không có hợp nhau, rồi xảy ra nhiều mâu thuẫn. Bạn quen bao lâu thì bạn chia tay? Mình cũng quen gần 3 năm rồi. Một cái người phụ nữ như thế nào sẽ làm cho bạn hấp dẫn? Thứ nhất là trưởng thành, thông minh, rồi tính cách hợp nhau. Tôi nghĩ bạn yêu cầu những điều đó đúng, tại bạn là người đàn ông thành đạt, thành công. Dạ. Mình không thể kiếm những người phụ nữ quá trẻ con đi suốt ngày giận hờn đúng không? Dạ đúng rồi. Phải biết điều với mình. Yes. Và phải hiểu vấn đề nó đang xảy ra ở đâu để cùng mình enjoy cuộc sống này, chứ không phải để bắt lỗi bạn đúng không? Yes, đúng rồi, chính xác. Bạn yêu Việt Nam chứ? Yes, rất là yêu. Bạn sẽ nghĩ là bạn ở đây bao lâu? Chắc mãi mãi. Really? Yes, rất là thích cái cuộc sống ở Việt Nam. What about your family? My family will always come and visit me. Ah, they will come here. Yes, of course. Nhân tiện hỏi với gia đình thì hỏi rằng là nghĩa là anh có biết được cái phản ứng của gia đình anh nếu mà cái tập này nó sẽ phát sóng không? Bạn có nghĩ là bố mẹ bạn biết cổ là ai không? Nếu bạn về bạn giới thiệu. Em nói hết cho ba mẹ nghe rồi. Wow. Và reaction của họ là gì? Cố lên. Ôi. Không được, em phải tìm hiểu luôn đây mới được. How long you break up? Cũng gần một năm rồi. Ba của bạn quên hẳn chưa? Quên rồi. Dạ, quên rồi. Hát tiếp này, không được, bây giờ em phải chơi cái quả này thôi. Giờ đã giới thiệu bố mẹ luôn rồi. Thì bây giờ em my mom đấy. Okay. My mom, yeah. Mommy. Con chào bác. Bạn đã bao giờ tiếp xúc với người nào làm việc trong showbiz chưa? Là làm công việc nghệ thuật đó. Dạ chưa. Có biết gì nhiều về cái lĩnh vực này, cái đặc thù của cái công việc này không? Không có biết nhiều. Không sao đâu. It's okay. Nhưng mà bạn có ngại khi quen một celeb không? Tại vì cô sao rất là famous, đi đâu người ta cũng biết. Rồi sometimes sẽ có những người nói ra nói vô á, người ta sẽ talk about your relationship á. Bạn có matter in what people say không? Tại vì mình làm gì người ta cũng có gì để nói về mình, cho nên cái đó mình không quan tâm tới. Không quan tâm. Cho em xin phép hỏi Matt là bạn có sử dụng mạng xã hội nhiều không? Dạ, có Facebook, Instagram, Twitter cũng có. Yeah. Dạ. Bạn có care about social media nhiều không? Thì cũng bình thường. Ok. Anh này là người đúng là rất là tay. Bởi tôi nói là cái người mà nhưng mà nói với anh đó là không, người Singapore không phải là ai cũng dễ tính hơn nè. Em không vấn đề. Chỉ là ghim cái câu của em nhá. Nhưng không hiểu sao bạn em ở Sinh về Việt Nam làm. Em quen rất nhiều bạn Sinh mà dễ là màu tím. Nha, người Singapore không phải ai chơi golf cũng là màu tím đó. Nhưng mà anh ơi, tức là bây giờ anh đang là một doanh nhân tại Việt Nam. Nhưng mà nếu anh yêu đương có một mối quan hệ với một người trong showbiz, đặc biệt là Hương Giang, thì mối quan hệ này sẽ gọi là bị bàn tán rất là nhiều trên mạng xã hội cũng như là khắp tất cả các nơi luôn. Có lời xấu, có lời tốt. Thì anh sẽ phản ứng như thế nào với những cái đó? Sẽ không như anh tưởng đâu. Yeah. Mà nó sẽ lớn hơn rất nhiều. Even là sẽ có good words, có congratulations, nhưng mà sẽ có những cái bad words. Thì chắc chắn mình không có làm trong cái nghề showbiz, mình làm một con người bình thường. Thì cũng có những người sẽ nói xấu mình, cũng có những người sẽ nói tốt về mình. Thì cái đó là chuyện bình thường. Oh. Nên là bây giờ ấy, anh là độc thân. Tức là anh và chị Giang sẽ có thể hoặc là không, em không biết là sau chương trình. Nhưng mà hiện tại là hai anh chị đã thành công để thành một cặp, để sau đó tìm hiểu lẫn nhau. Thì nếu trong tương lai, có thể ngay khi mà tập này phát sóng ngày mai, anh nhận được rất là nhiều những ý kiến trái chiều, và đôi khi là nếu gia đình anh có biết ấy, thì em hy vọng anh sẽ strong, anh sẽ mạnh mẽ để vượt qua cùng với Giang nhá. Dạ dạ. Hãy yêu thương chị nhá. Dạ dạ. Down the shore there's a box under the sand. Chúc mừng bạn, congratulations. Dạ, em cảm ơn anh Trân Thành. Yeah, it's time for you. Come on. Quý vị và các bạn thân mến, qua những câu trả lời như thế này, mình mới thấy đàn ông là phải như vậy. Đây,
gửi tặng mỗi người một điện thoại Samsung Galaxy A71, một điện thoại đẳng cấp với tất cả những tính năng ưu việt nhất hiện nay, và một bữa ăn tối tại hệ thống nhà hàng Hoàng Yến. Chúc các bạn. Wow, thưa quý vị, tôi không ngờ là người ấy là ai. Mùa 3 cuối cùng cũng đã có một cái kết đẹp, và mời tất cả những vị cố vấn còn lại lên sân khấu để mình cùng chúc mừng cho Hương Giang. Và cảm ơn Matt, cảm ơn bạn đã đến với chương trình, và bạn là một người đàn ông rất là tuyệt vời. Tôi cảm ơn bạn vì cái sự vị tha của bạn, sự bao dung của bạn dành cho cô gái đặc biệt này, và tôi chúc cho bạn thật là hạnh phúc. Con cũng mời Mami lên sân khấu luôn. Rồi. Dạ thưa quý vị, dạ một buổi ra mắt đơn sơ, dạ biết đâu lát nữa. Ê các em, các em ơi, dạ mình đã chuẩn bị tâm lý đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng chưa? Du thuyền. Nói gì nói, tụi mình cũng là những ông mai bà mối tụi em. Yeah. Mình có được một cái suất ăn miễn phí đó mọi tụi người em. Đi du lịch Singapore nữa. Singapore nha. Yeah, Singapore thẳng tiếp. Đưa tay đây nào. Thưa quý vị, một mùa ba thật tuyệt vời và thật nhiều cảm xúc đã để lại cho riêng bản thân tôi những kỷ niệm không bao giờ tôi quên được, và cả Hương Giang tôi tin chắc cũng vậy. Yeah. Mà không những chỉ để lại cho Hương Giang kỷ niệm mà còn là một mối quan hệ. Là một anh mối Thành. Quan hệ thưa quý vị. Anh Thành, nhưng mà Eric đang ngồi từ phía tôi kìa. Lại quay về không khí. Ngày chung vui này không thể nào mà thiếu em trai của chúng em. Đây đây, không cười, lấy cái cười. Đây cười. Cười đi Eric ơi. Thôi vậy là bây giờ Đức Phúc với Hòa đọc cái khẩu hiệu đi. Mọi người cầm Eric giúp em đi. Eric cũng phải cười. Đây. Chúng tôi là hoa dâm mụt, hoa dâm mụt là hoa dâm mụt, hoa dâm mụt có mặt ở đây. Để làm gì là để làm gì, để làm gì là Hương Giang, Hương Giang là Hương Giang, Hương Giang là... Thưa quý vị, không thuộc. Hương Giang là có vô, có vô là có vô cả nhà cùng vui, cả nhà cùng vui thì đi Singapore, yeah yeah. Thưa quý vị, không thuộc nha, vẫn bấp và vẫn sai nha. Thưa quý vị, Hương Giang không sai, chúng tôi sai, vâng.